Những thiệt hại về người và của sau động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria liên tục tăng. Gần 49.000 người thiệt mạng, 6 triệu người mất nhà cửa. Chi phí tái thiết sẽ tiêu tốn từ 70 đến 84 tỷ đô la Mỹ. Thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria khiến các quốc gia phải nhìn lại quá trình quy hoạch xây dựng phòng chống động đất. Mục đích cuối cùng của tiêu chuẩn chống động đất không phải là ngăn một tòa nhà bị phá hủy, mà là để ngăn tòa nhà sụp đổ lên những người sống bên trong. Tại địa điểm lánh nạn này, có thể tiếp nhận rất nhiều người. Trong đó chúng tôi đã chuẩn bị những thứ thiết yếu như lương thực có thể cung cấp đủ cho 12.000 người sống trong vòng 3 tuần. Vâng, quả thật là không bao giờ quá sớm để có thể phòng chống động đất hay thiên tai, phải không chị Kim Huệ? Vâng, đúng là như vậy chị Thụy Vân ạ. Thiên tai là một sự kiện mà chúng ta không thể nào lường trước được, và một khi nó xảy ra thì chúng ta không còn cách nào khác là phải sống chung với nó. Nên là việc chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó là điều rất cần thiết, bởi có loại thiên tai như là động đất chẳng hạn có thể cướp đi tất cả những gì quý giá nhất với chúng ta chỉ trong thời gian trung bình là chưa đến mấy chục giây. Như là sự kiện động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra hôm ngày 6 tháng 2 thì tính đến thời điểm bây giờ, thiệt hại đã rất lớn. Gần 49.000 người đã được xác nhận thiệt mạng. Con số này được dự báo sẽ còn tăng bởi vẫn còn hàng nghìn người vẫn chưa được tìm thấy. Riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ thì ít nhất 80.000 người bị thương thì đang nằm trong các bệnh viện. 26 triệu người vẫn cần được hỗ trợ là tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, và tổ chức này đã phải triển khai chiến dịch cứu hộ lớn nhất trong lịch sử 75 năm của họ. Còn hãng dịch vụ tài chính JP Morgan thì ước tính riêng Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 25 tỷ đô la Mỹ do động đất, trong khi tác động của sự kiện này ở cả hai nước sẽ phải mất nhiều thập kỷ thì mới tính toán được hết. Và chúng tôi đã kết nối với phóng viên Anh Phương, người vừa có cuộc công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ để đưa tin về công tác khắc phục hậu quả của động đất. Và anh Phương sẽ cho chúng ta biết là đánh giá và nhận định của anh về những thách thức trong tái thiết, khôi phục lại cuộc sống tại vùng thảm họa. Xin mời anh Phương ạ. Những gì mà chúng tôi nhìn thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công tác vừa rồi là hàng loạt khu phố, nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả những khu nhà nếu không sụp đổ vì động đất thì tới đây người ta cũng sẽ phải phá bỏ. Bởi kết cấu công trình của các ngôi nhà này về cơ bản đã bị xô lệch rồi thì không cách gì sửa chữa được nữa. 10 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ chịu động đất, diện tích động đất lớn đến như vậy thì công tác tái thiết sẽ là khổng lồ. Ước tính để xây dựng lại số nhà cửa tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất vừa qua sẽ tiêu tốn hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ mất khoảng 1 năm cho công cuộc tái thiết. Nhưng số tiền lớn đến như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ liệu có thể dễ dàng huy động cho công cuộc tái thiết hay không? Những vùng như Hatay, nơi tôi từng đến trong chuyến công tác vừa rồi, vốn là khu vực giáp danh với Syria, từ trước động đất thì kinh tế đã nhiều khó khăn rồi. Đó là những câu chuyện về tái thiết, còn trước mắt đang là những vấn đề cấp bách khác cũng không thể không nhắc đến. Từ việc làm sao để sưởi ấm cho người dân trong những túp lều mỏng khi nhiệt độ ban đêm xuống đến âm 5, âm 6 độ C, hai vấn đề vệ sinh. Những vùng động đất hiện nay thì không có nhà tắm, nhưng còn khó khăn hơn nữa là hầu như không có nhà vệ sinh. Người ta có thể nhịn tắm được vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng, chứ không thể nhịn đi vệ sinh. 1 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đã mất nhà cửa vì động đất, không thể để 1 triệu người đi vệ sinh bừa bãi được. Đó sẽ là một thách thức môi trường to lớn. Hiện thì người ta đã bắt đầu xây dựng những khu nhà vệ sinh dã chiến. Họ đào những cái hố sâu và đặt lên phía trên những tấm gỗ có khoách lỗ. Nhưng những khu nhà vệ sinh như vậy thì mới chỉ được dựng lên lác đác mà thôi. Nếu xử lý chậm, nó sẽ tạo ra những nguy cơ dịch bệnh khó lường. Xin mời trường quay. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phương. Quả thật là qua những ghi nhận của anh Phương trong suốt quá trình vừa rồi tại vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể thấy là những hậu quả của một thảm họa lớn như động đất thì đã vô vàn. Bên cạnh việc khắc phục hậu quả động đất thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đẩy mạnh điều tra về tình trạng chất lượng yếu kém của các công trình xây dựng và bắt giữ hơn 100 nhà thầu bị quy trách nhiệm không tuân thủ các quy tắc về chống động đất. Thổ Nhĩ Kỳ vốn là một trong những quốc gia nằm trên đới đứt gãy Anatolian và có hoạt động địa chất mạnh nhất thế giới. Và trong 25 năm qua thì nước này đã trải qua 7 trận động đất có độ mạnh là 7. Và quốc gia này cũng đã có các quy định nghiêm ngặt về xây dựng và đảm bảo các tòa nhà không dễ sụp đổ khi mà động đất xảy ra.
Và thưa quý vị, từ những hậu quả của các vụ thiên tai lớn thì nhiều nước đã rút ra nhiều kinh nghiệm và có những biện pháp để phòng chống. Bởi những nước mà dễ bị động đất thường chú trọng đến việc xây dựng sao cho các tòa nhà có cấu trúc giảm sóc, có thể giảm bớt được tác động của động đất. Và câu chuyện sau đây tại Chile. Chile thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất do nằm trên vành đai lửa. Để thích nghi, quốc gia này đã thay đổi kết cấu các tòa nhà cao tầng. Một trong những phương pháp là cách ly địa chấn. Hiểu đơn giản, phương pháp này có thể giúp các tòa nhà nguyên vẹn trong khi tất cả mọi thứ xung quanh đều bị phá vỡ. Những kết cấu thép khổng lồ sẽ hỗ trợ các tòa nhà từ bên dưới, hoạt động giống như bộ phận giảm sóc của ô tô. Điều thú vị là các trụ cách ly cơ sở này giữ tòa nhà không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, có nghĩa là ngay cả khi mặt đất rung lắc, lực tác động lên tòa nhà cũng giảm đi rất nhiều. Những khối bê tông to lớn có trọng lượng bình quân 160 tấn được treo bên trong tòa nhà có thể đu đưa giống như một quả lắc, giúp cân bằng lại sự rung chuyển của mặt đất, từ đó ổn định cấu trúc của tòa nhà. Thử nghiệm cho thấy chúng giảm 80% thiệt hại có thể xảy ra. Mục đích cuối cùng của tiêu chuẩn chống động đất không phải là ngăn một tòa nhà bị phá hủy, mà là để ngăn tòa nhà sụp đổ lên những người sống bên trong. Không có tòa nhà nào chống động đất hoàn toàn, nhưng có những tòa nhà có thể bị hư hại nặng nề mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Luật pháp Chile quy định các công ty xây dựng phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong xây dựng. Điều đó có nghĩa là các nhà thầu ít nhất phải đảm bảo sử dụng đủ thép, bê tông và công nghệ chống động đất để kéo dài tuổi thọ của những tòa nhà. Vâng, phóng sự vừa rồi cho thấy một đất nước phòng chống động đất một cách tỉ mỉ như thế nào khi mà loại thiên tai này là mối đe dọa lớn nhất. Và song những nước mà thường xuyên phải đón nhận nhiều loại thiên tai lớn từ động đất, sóng thần đến sạt lở, lũ lụt thì việc đối phó đòi hỏi cần phải đa dạng và đi vào đời sống hàng ngày của người dân. Ví dụ rõ nhất là Nhật Bản. Nhật Bản đã xây dựng hệ thống cảnh báo, thiết lập nhiều điểm lánh nạn cho người dân và thường xuyên huấn luyện người dân ngay từ lứa tuổi nhỏ về phòng chống thiên tai. Chúng ta sẽ cùng với phóng viên Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản đến các địa điểm được chuẩn bị sẵn để ứng phó với thiên tai tại Nhật Bản để hiểu rõ sự chủ động của đảo quốc này. Thường xuyên đón nhận các sự cố thiên tai, Nhật Bản luôn có sự chuẩn bị cẩn thận để sẵn sàng đối phó. Các cơ sở lánh nạn được xây dựng ở khắp nơi, đảm bảo mọi người đều có thể nhanh chóng đi đến khi có cảnh báo trong trường hợp xảy ra thiên tai. Người dân trong khu vực đều sẽ được thông báo địa điểm này để có thể lánh nạn khi cần thiết. Khi xảy ra thiên tai, chính quyền sẽ có cảnh báo đối với mọi người bằng nhiều cách khác nhau. Nếu như cảnh báo từ mức độ 3 thì trẻ em và người cao tuổi sẽ cần ưu tiên. Nếu từ mức độ 4 trở lên thì tất cả mọi người cần phải di chuyển đến nơi an toàn. Tại Nhật Bản, các địa điểm lánh nạn được bố trí với mật độ dày đặc tại các địa phương. Như địa điểm tôi đang đứng đây là một địa điểm lánh nạn tại quận Shibuya. Tại đây luôn có các thiết bị hỗ trợ cũng như người túc trực, sẵn sàng tiếp nhận người lánh nạn khi cần thiết. Tại mỗi địa phương của Nhật Bản, tùy điều kiện về địa lý và tự nhiên, sẽ có nhiều địa điểm lánh nạn dành cho các loại thiên tai khác nhau như động đất, sóng thần hay sạt lở đất. Tại mỗi địa điểm lánh nạn, chính quyền địa phương thường trang bị khá đầy đủ các thiết bị, phục vụ nhu cầu tối thiểu trong nhiều ngày cho người dân như chăn, gối, đồ ăn và nước uống. Tại địa điểm lánh nạn này có thể tiếp nhận rất nhiều người, trong đó chúng tôi đã chuẩn bị những thứ thiết yếu như lương thực có thể cung cấp đủ cho 12.000 người trong vòng 3 tuần. Mọi vật tư cơ bản và cần thiết cho người dân khi lánh nạn đều đã được chuẩn bị. Tại một số địa điểm không thể dự trữ đồ dùng cần thiết như điểm lánh nạn tại trường học thì các đồ dùng cần thiết sẽ được chính quyền địa phương cung cấp khi xảy ra thiên tai. Mọi thứ sẽ được tính toán tùy theo thời tiết hoặc là mức độ thiên tai. Như mùa đông thì mọi người sẽ được phát chăn bông và đệm. Đảm bảo an toàn cho con người chính là tiêu chí quan trọng nhất trong các hoạt động phòng chống thiên tai của Nhật Bản. Theo đó thì các kỹ năng đối phó với thiên tai được nước này đưa vào huấn luyện cho người dân từ rất sớm. Ngay từ các lớp học mầm non, các em học sinh đã được dạy kỹ năng để đối phó với các sự cố thiên tai, các biện pháp đảm bảo an toàn cho mình cũng như những người xung quanh. Kỹ năng này dần dần đã trở thành bản năng cho cuộc sống của các em.
Vâng, đúng như chị Thụy Vân có chia sẻ phần đầu là chuẩn bị đối phó với thiên tai thì không bao giờ là quá sớm và phải có là công việc thường xuyên đi vào đời sống của người dân. Có như vậy thì mới giảm bớt được mức độ tổn thương về sinh mạng con người cũng như là tài sản phòng khi thiên tai bất ngờ xảy ra.